Nói đúng ra thì mọi cái cối xay tay đều có thể dùng để đi cắm trại, đi du lịch được cả. Nhưng mà tất cả những cái cối đó thì nó đều có những nhược điểm, là anh em ví dụ như lỡ làm rơi, làm rớt nhé, thì nó có khả năng nó vỡ, hoặc nó bị lệch trục, hoặc là nó xảy ra những trục trặc gì đó. Thì tất cả những vấn đề được giải quyết với cái cối xay tay của Commandante, cụ thể là cái mẫu Commandante X25 Trailmaster. Xin chào các bạn, mình là Me. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh của mình thì cho mình giới thiệu xíu ha. Mình làm video về tất cả mọi thứ trong cuộc sống mình cảm thấy hứng thú, ví dụ như đồ điện tử tiêu dùng, ví dụ như các video về dịch vụ công, ví dụ như là các video về đồ cà phê ha. Ví dụ như là hôm nay làm video trên tay về cái cuối X25 Trailmaster này. Đây là đóng hộp, đóng gói của cái Commandante X25. Thì nhìn bề ngoài nó khá giống với lại cách đóng gói của cái Commandante C40. Tuy nhiên là cái này mình thấy là nó nhỏ hơn ha, cái hộp giấy này nó nhỏ hơn. Thì sẽ có hai khu vực có seal, chỗ này một seal giấy, chỗ này thêm một cái seal giấy nữa. Cái này mình ở nhà mình đã cắt ra hết rồi. Lần đầu tiên anh em mua anh em mở ra, anh em sẽ thấy như thế này này. Có một cái sticker Commandante nè, sticker ha, giấy chứng nhận xác nhận sử dụng. Đây này có cái tay cầm, vỏ sò nguyên chất. Phía bên đây thì anh em có một cái miếng vải, miếng nỉ. Nỉ này như mình biết là làm bằng lông thú thiệt á. Và bên đây anh em có cái cối Commandante X25. Mở giấy gói ra coi nó là sao nha. Đây là cối xay Commandante X25, hoàn toàn mới của nhà Commandante. Đang nghe cái tiếng phía trên này nha. Đây là cái nắp chống nước á. Commandante X25 là cái cối xay hướng tới cái đối tượng khách hàng là thích di chuyển, thích vận động. Họ đặt tên là Trailmaster, cái lý do của họ mà. Vật liệu trên đây là một vật liệu polymer. Cái nắp này là nắp chống nước, anh em đậy lại thì khách hàng có thể thả xuống nước được ha. Và cái này cũng chống sốc được. Những cối xay bình thường mà rớt thì nó khả năng nó bị lệch trục. Còn cái này là bao rớt luôn. Vật liệu này, PPT, bao rớt, siêu bền. Hai bên thì có logo của Commandante nè. Trên đây có những cái hoa văn đa giác. Nhìn cảm giác rất là 3D. Cái thân dọc của cái Commandante này thì nó bé hơn cái C40, nhưng mà nó cao hơn. Cái màu mình đang cầm trên tay là màu vàng cát. Theo như mình tìm hiểu thì Commandante sẽ ra thêm hai màu nữa là màu đen, đen đen xanh xanh và màu xanh lá luôn. Cái Commandante này nó vẫn sử dụng cái lưỡi là lưỡi thép nitro huyền thoại ở trên dòng Commandante này ha. Và cái kiểu chỉnh set mức độ lưỡi đồ này nọ là y chang trên cái C40 luôn. Cho nên là anh em có thể, ví dụ như là anh em đã quen thuộc với cách dùng trên cái C40, anh em đã có cái mức độ pha nào đó, ví dụ như là mức chỉnh click quen thuộc với lại cà phê anh em đang uống, thì anh em cứ như vậy và anh em chỉnh ở trên cái Trailmaster X25. Và cái lưỡi ở trên đây cũng thay thế được cho cái C40 luôn nha. Hoặc là lưỡi C40 cũng có thể thay qua đây. Và cái này cũng có thể gắn được cái bộ Red Clicks để anh em pha espresso nếu như anh em thích espresso. So sánh với lại cái C40 thì cái C40 do nó là bằng thép cho nên nó sẽ nặng 577g. Anh em xay được tối đa 40g một lần. X25 thì do nó làm bằng vật liệu polymer, cụ thể là QTP polymer, một vật liệu rất là bền, nặng 422g, tức là nhẹ hơn kia khoảng 100g, mà xay được mỗi lần khoảng từng 25-28g thôi, bởi vì cái này chủ yếu là làm cho anh em mang đi, anh em sử dụng ngoài đường. Vì sao anh em lại thích có một cái cối xay cà phê xịn? Thực sự thì cối xay cà phê nào nó cũng xay được cà phê, nhưng mà khi mà chúng ta đã vô tình có được những cái hương vị mà chỉ có những cái cối xay cà phê xịn nó cho được chúng ta, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy là ai da, khó mà quay trở lại được với những cái cối cà phê bình thường lắm anh em. Rất là lạ. Ví dụ như có những cái loại cà phê á, anh em pha ra cứ nghe đọc ở trên nốt là nào là cherry, hoặc là nào là coca, chocolate hay gì đó, mà sao mình về mình pha hoài không có re ra như vậy, thì có khả năng là cái cối xay của chúng ta nó chưa xay được ok. Có khả năng như vậy ha. Này mình án án thôi, trong đây là mình để 40g, mình làm 2 shot. Cái video này là mình dự định là mình sẽ quay nhiều góc, nhiều cảnh đẹp hơn, nhưng mà hôm nay cái bạn định quay video cho mình, bạn lại đi vắng, bạn quay một cái khác rồi, cho nên là mình tự làm để đó. Anh em cân cà phê anh em đổ lên trên, rồi ở dưới vô xong rồi xay thôi.
cảm giác xay vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng. Thơm nước mũi. Nếu mà chưa vừa thì lại chỉnh ha. Cái cảm giác xay, cái tiếng xay mình thấy ở trên cái này thì nó hơi to hơn ở trên cái C40. Cái C40 dù sao cũng là thân thép. Còn cái này là thân QTP, một cái loại vật liệu polymer siêu bền. Họ nói là cái vật liệu QTP này sử dụng ở trên được nhiều nơi lắm, xe hơi thì cũng có dùng cái vật liệu này luôn. Tuần trước mình đã có quay một cái video là mình đạp xe đạp xong mình ra ngoài cắm trại, cắm cà phê. Hôm nay mình đi loại xe đạp khác, không có cái yên phía sau, cho nên là hôm nay mình đi bộ ra tới đây. Đây là mình đang ở trong công viên nội khu của khu Celadon. Phía bên kia họ đang xây, lúc đầu mình định quay là ở phía bên kia của công viên á, mà bên đó họ đang xây ồn ào quá. Tốt cuộc qua phía bên đây. Cái chữ Comandante ở trên đây nè, nó làm cái gọi là cái điểm tựa cho mình cầm vô mình vậy mình xoay. Và cái đường kính của cái thân của cái này cũng nhỏ gọn. Cái Comandante C40 mình cầm hơi to chút xíu, còn cái này là mình cầm vừa tay hơn luôn. Và cái này tuy là họ nói là Trail Master, nhưng mà anh em muốn dùng ở đâu cũng được nha, dùng ở nhà hay là dùng khi đi ra ngoài cũng được ha. Mình thấy chất lượng bột xay ra đã quá, rất là đẹp luôn. Mình đang để đâu tầm 30 click á. Còn nếu mà hạt light mình sẽ ra để xay mịn hơn. Khi biết rằng là Comandante họ ra mắt thêm một cái cối xay tay nữa, vì Comandante đang có dòng buôn C40 cực kỳ rất là ngon luôn, thì rất là khó để cải tiến cái dòng C40, mình nghĩ là vậy. Và việc mà họ ra đời một cái dòng hoặc có thể nói là không liên quan tới dòng C40 cả thì cũng là một ý rất là hay, bởi vì cái này nó không đánh vào phân khúc của C40. C40 là anh em có thể dùng tại nhà, anh em pha espresso. Còn cái X25 Trailmaster này là dành cho anh em yêu thích du lịch, yêu thích anh em thích đem cái cối xay của mình, thích đem cà phê của mình ra mọi nơi, ra muôn nơi. Thật là tuyệt vời nếu như mà anh em ghiền cà phê và anh em được uống cà phê đúng như là cái kiểu anh em mong muốn, đúng như là kiểu anh em thường uống, và nhất là cái hương vị cà phê nó đạt được đúng như là loại cà phê anh em đang dùng. Nhiều người sử dụng cối xay Comandante và khi mà họ chuyển từ những cối xay khác qua đó, họ nói là đúng là cái hương vị từ cái lưỡi xay từ Comandante ra nó đánh bật hương vị lên rất là cao. Thì có thể đó là cái cảm giác thôi, mà cũng có thể đó là thật ha, bởi vì thực sự là cái lưỡi C40 bên trong cái cối xay này là một trong những cái điều mà khiến rất là nhiều người yêu thích Comandante. Anh em đang sở hữu Comandante C40 có nên mua cái này không? Thực sự có cần mua không? Thực sự mình nghĩ là không cần mua, bởi vì anh em đang có một cái xay cực kỳ tốt rồi, anh em cũng có thể đem đi để cắm trại cắm đồ rồi. Nhưng mà anh em có muốn mua không? Chắc là muốn mua, bởi vì đây là một cái cối xay và nó là đẹp nè, hầm hố bền chắc và có thể sử dụng rất là nhiều. Thường mà anh em đã chơi cà phê rồi thì không có muốn dừng chân ở một món, mà muốn nhiều món hơn. Ví dụ như nhà đã có C40 rồi thì muốn có thêm cái C5 nữa cho đủ combo, đủ bộ. Và mình nghĩ là cái C5 này sẽ là một cái phần thêm rất là thú vị vào trong cái bộ sưu tập đồ cà phê của anh em ha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này, cái video trên tay và giới thiệu và dùng thử cái Comandante X25 Trailmaster.
Anh em thấy như thế nào? Anh em đang sở hữu Commandante C40 thì có thích cái X25 này hay không? Anh em có mua cho đủ combo của đồ Commandante hay không? Comment phía dưới cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của mình. Bye bye.